nên cho các bác một em iPad siêu VIP, con này là iPad trong iPad này gọi là to nhất rồi. Đấy, tự động xoay màn hình hết, các bác có thể khóa. À, đây là con iPad Ari 2. À, bảng đây số máy là 2GA. Con này là xuất Nhật đó nhé. Xuất Nhật iPad này thì hàng con này giá quá khủng. Con này bản 32GB. Và đặc biệt là con này các bác có thể dùng cả SIM được nhé, bác nhé. Có khe cắm SIM, bác nhìn chưa? Khe cắm SIM. Nên là các bác có thể cắm SIM để dùng mạng khi không có wifi. Đấy, quá táo. Con này phải đẹp, nói chung là nó đẹp xuất sắc, như này là quá đẹp luôn rồi. Dòng iPad này thì của Oppo thì của iPad thì của thương hiệu này thì không không có gì để chê nữa rồi. Đấy. À, và là giá luôn, em báo luôn cho bác, để cho bác mức giá 3 triệu 9. Kênh của em bán hàng là em báo giá luôn, chứ không em không thích các bác là IB để bao nhiêu tiền mất việc lắm. Báo giá luôn để cho các bác tự đi tìm hiểu mà so sánh giá luôn. Được thì liên hệ nó dễ. Chứ bên em mà không thích cái kiểu không báo giá xong để các bác hỏi trong tin nhắn rồi cứ IB mất việc ạ. Bán giá ai dám bán hàng mà khai giá luôn thì khai luôn cho dễ đi. Bởi vì đã không khai giá thì chắc chắn là khi khách hàng hỏi sẽ đẩy giá lên mà. Còn bên em khai giá luôn cho bác thoải mái so sánh. Này. Đấy. Thoải mái so sánh bác nhá. Bác thích vào Google để video này. Hay là không mở này. À chết, chưa bắt wifi. Khổ quá. Đã bắt wifi đâu. Khổ thế đấy. Bắt wifi nó vào. Bắt wifi vào. Để em vào bắt wifi cho nó nhanh nhé. Đây. Bắt wifi vào. Và bắt vào, bắt vuốt trên lại xuống được, hoặc là bắt vào đây. Vào đây nó có wifi này, wifi không kết nối đây. Đang tìm mạng. Đấy, Tuấn Thảo này, kết nối đấy, em chưa kết nối wifi mà. 5, 6, 7, 8. Ok. Đấy, giờ có wifi. Mình chưa kết nối wifi ạ. Ok chưa? Thế thôi, có cái gì đâu. Đấy, quay ra đây các bác có thể vào đây bác địa chỉ này, Google này. Đấy, vào Google bác nghe nhạc đi này. Nhạc này. Đấy, lên luôn. Hoặc là bác vào YouTube luôn, nhìn chưa? Đấy này, phóng to nhỏ zoom này. Dùng này thích lắm, được chưa? Nói chung là những dòng này thì khỏi phải nói. Đấy. Quay lại này. Xuống dưới này này. Tốc độ chạy quá nhanh luôn. Không cần phải giới thiệu nhiều ạ. Con này thì quá nhanh nhỉ bác rồi. Mà xem cái con này, nó xem cái con này chất lượng hình ảnh nó nét, nó sướng lắm. Ok, các bác có thể dùng mọi chức năng. Thôi, hẹn gặp lại các bác clip sau. Mức giá 3 triệu 9 bác nhé. 3 củ 9. Rồi, chào các bác.